Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 10 cho biết, Nga đã phá hủy một kho đạn dược của lực lượng không quân Ukraine ở vùng Donetsk cùng các trạm chỉ huy quan sát của lữ đoàn cơ giới 67 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 102 của Ukraine gần các khu định cư Serebryanka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Malinovka ở vùng Zaporizhia. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Hải quân nước này đã tiêu diệt một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang hướng tới Crimea hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy một máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở trung tâm Biển Đen. Tại khu vực Kupian, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây được sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 14, 32, 43 và 115 của quân đội Ukraine, bắn hạ 80 binh sĩ, 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và một hệ thống pháo Acacia. Ông Sergei Zhivinsky, người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga cho biết, máy bay ném bom Su-34 đã không kích vào địa điểm triển khai tạm thời và thành trì của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 và 43 của quân đội Ukraine gần khu định cư Pechanuye. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng của nhóm chiến đấu này đã tấn công lữ đoàn cơ giới 68 và lữ đoàn cơ giới 32 của quân đội Ukraine gần khu định cư Sergei FK. Trong cuộc tấn công này, Nga đã tiêu diệt 4 pháo tự hành của quân đội Ukraine, trong đó có hai khẩu pháo 2S1 Gvodika, một khẩu Krab do Ba Lan sản xuất và một hệ thống pháo tự hành S-90 Brihot do Anh sản xuất. Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, trong 24 giờ qua, các lực lượng của nước này tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga theo hướng Melitopol và Bakhmut, không kích vào các địa điểm tập kết binh sĩ vũ khí của Nga, đồng thời tấn công sở chỉ huy, kho đạn dược, hệ thống pháo binh của đối phương, lực lượng phòng không ukraine cũng đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái của nga